Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2024. Vâng, và mở đầu phần tin ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với khu vực uh, Trung Đông. Có vẻ như là đời không như mơ, quý vị. ạ. Theo thông tin uh, sơ bộ thì những cuộc đàm phán đang diễn ra ở thủ đô Cairo của Ai cập liên quan đến lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel đã đổ bể bất chấp những cái nỗ lực uh, sức ép mạnh mẽ từ mỹ cũng như là cộng đồng quốc tế không biết là thông na, tin nào thì đến trước thông tin nào thì có sau uh, đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là hamas đã tuyên bố rằng là không chấp nhận những cái điều kiện ngừng bắn uh, của phía israel còn israel thì tuyên bố rằng là vụ tấn công vào rafat tức là cái khu vực này đúng không ạ biên giới với ai cập sẽ được diễn ra vào một cái thời gian địa điểm trong tương lai gần rồi sau đó thì Bộ trưởng Ngoại giao của Iran đang ở Damascus để khánh thành cái tòa lãnh sự mới thay cho tòa lãnh sự cũ bị Israel tấn công, khiến cho ba vị tướng và nhiều nhân sự khác bị thiệt mạng. Ông ấy tuyên bố rằng là chắc chắn là những cái ngày khó khăn chính với là Israel đang ở trước mắt và Iran sẽ tiến hành đáp trả trong thời gian tới sau vụ tấn công vào lãnh sự đại sứ quán của Iran. Cùng ngày, thì người lãnh đạo của phong trào Hezbollah Liban cũng nói rằng là chắc chắn sẽ một cái có cái vụ đáp trả với hành động của Israel. Và đây là video của ông Netanyahu khi ông nói rằng là quân đội Israel chuẩn bị tấn công vào Rafah trong một thời gian gần sau những cái sức ép khủng khiếp từ nội các của ông. À, có những thành viên diều hâu, có những thành viên có thể nói rằng theo tư tưởng đại do thái họ nói rằng nếu ông netanyahu mà không tấn công ở đấy để mang lại một cái chiến thắng cho israel thì ông chuẩn bị về vườn đi là vừa à, đại khái như vậy bây giờ thì ở giải gaza israel đã rút ra phần lớn chỉ còn lại ở cái khu vực ngã tư nơi giáp danh giữa miền trung và miền bắc của giải gaza nhìn chung thì tình hình của tứ phía và trên chiến trường xung quanh khu vực giải gaza đều lắng dịu và kể cả chính israel cũng thế À, có khả năng thì nó cũng ăn theo cái vụ đàm phán ở giải uh, ở Cairo. Tuy nhiên với cái sự đổ bể như thế này thì chúng ta cũng không biết được là trong những giờ sắp tới nó sẽ bùng phát những cái điều gì. Đến thời điểm này thì những nhà hòa giải từ các quốc gia Trung Đông, người Mỹ và Ai cập vẫn còn đang khá tích cực về cái triển vọng có thể đạt được một cái thỏa thuận hòa bình và cho rằng những các bên liên quan đang cố gắng đưa những luận điệu cứng rắn để mà đạt được những cái lợi thế trong quá trình đàm phán. Về phía Hamas, họ nói rằng họ muốn một cái lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vĩnh viễn để kết thúc hoàn toàn cuộc chiến. Còn Israel thì nói rằng và họ đi lặp đi lặp lại rằng kể cả trong trường hợp có một lệnh ngừng bắn chỉ là cái sự tạm dừng tạm thời, ngừng chiến, cuộc chiến sẽ tiếp tục quay trở lại cho đến khi nào tất cả những mục tiêu của cuộc chiến đạt được từ phía Israel. Còn ngày hôm nay thì ở tòa án công lý quốc tế, nước Đức cũng đã bị Nicaragua triệu tập ra tòa vì những cáo buộc liên quan tới việc hỗ trợ cuộc khủng bố của người Israel ở giải Gaza. Và đại sứ của Nicaragua nói rằng người Đức bây giờ không còn đủ cái lý trí để nhận ra sự khác biệt thế nào là phòng thủ và thế nào là tiến hành cái cuộc thanh trừng sách tộc và diệt chủng. Một uh, quan sát uh, viên nhận định liên quan đến tình hình Israel rút quân khỏi giải Gaza, uh, họ nói rằng là Israel đang cố để đạt được cái điều gì thông qua động thái có thể nói là khá bất ngờ này. Nhà phân tích chính trị và an ninh uh, người thổ Nhĩ Kỳ ông Hassan Selim Ozetem đã nói rằng. Việc Israel rút quân khỏi vùng Khan Yunis và toàn bộ khu vực giải Gaza là một cái bước tiến mang tính chất chiến thuật nhiều hơn là cái sự nhượng bộ để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ông nói rằng là bản thân Israel trong suốt thời gian vừa qua đã không đạt được bất kỳ một cái bước tiến đáng kể nào. Cho nên việc họ rút quân ra vùng Khan Yunis ở miền Trung có khả năng để chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn vào khu vực Rafat, tức là biên giới với Ai Cập nơi đó thì có tới cả triệu người Israel đang tìm kiếm uh, những cái nơi để trú ẩn tị nạn và việc Israel rút quân vùng Khan Yunis ở miền trung sẽ giúp cho người dân quay ngược trở lại khu vực miền trung giảm dân số ở khu vực miền nam và Israel có khả năng để mở cuộc tấn công vào miền nam một cách hiệu quả hơn vâng nhìn chung bây giờ thì với việc là Israel họ nói rằng họ sẽ tấn công vào khu vực miền nam đúng không ạ vào biên giới còn các tình hình liên quan đến họ chúng ta cũng đã phân tích những gì chúng ta biết được đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kinh tế cũng như đòn đáp trả từ khả năng đáp trả từ phía liên minh thanh chiến Ngày hôm nay thì người Mỹ cũng đã bác bỏ những thông tin về việc họ đã làm việc với Iran đến một liên quan đến một thỏa thuận rằng là nếu như Israel rút quân thì Iran sẽ không tấn công vào Israel nữa. Cũng liên quan đến khu vực Trung Đông thì có một cái thông tin nó cũng khá thú vị và có vẻ như nó khá giống với những gì mà chúng ta đồn đoán. À, đó là sau khi chứng kiến đảng của mình đã bị thất cử ở một loạt các cái thành phố địa phương thì tổng thống chính phủ của ông Erdogan tổng thống thổ nhĩ kỳ uh, buộc sẽ phải có đưa đưa ra những cái biện pháp nào đó để mà lấy lại sự ủng hộ của người dân sau khi mà ông đã có những cái phát biểu rất cứng rắn chống lại Israel uh, và che chở cho Palestine trên miệng uh, để mà lôi kéo cử tri người thổ nhĩ kỳ gốc hồi giáo Tuy nhiên thì cuối cùng người ta đều hiểu rằng là những cái sự ủng hộ của ông đối với người Palestine anh em cơ bản chủ yếu là qua lời nói mà thôi, còn ông tiếp tục viện trợ à xin lỗi, tiếp tục xuất khẩu những mặt hàng liên quan đến quân sự cho Israel để tiến hành cái cuộc thảm sát với người Palestine mà ông gọi là những người anh em và là những người mà thổ nhĩ Kỳ đang cố gắng để bảo trợ an ninh. Ngày hôm nay thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng họ ra những cái tuyên bố, họ sẽ thiết lập một loạt những cái biện pháp hạn chế đối với lại việc xuất khẩu một số mặt hàng sang Israel à, bắt đầu kể từ ngày 9 tháng 4 tức là ngày hôm nay của họ và Bộ Thương mại thổ nhĩ kỳ nói rằng là những cái hạn chế kể trên sẽ còn hiệu lực cho đến khi nào một cái lệnh ngừng bắn được tuyên bố giải gà ra và những cái hoạt động nhân đạo cứu trợ à, không bị phía Israel làm gián đoạn vâng đây là một trong những hành động có thể nói là không phải nói hiếm hoi mà là duy nhất của thổ nhĩ kỳ đúng không ạ thể hiện rằng họ có những cái biện pháp để mà chống đối israel liên quan tới những việc họ đang làm với người palestine còn về những hành động mà dựa theo lời nói thì có nghĩa là bây giờ thổ nhĩ kỳ đã đang giao chiến với lại israel dữ dội ở khu vực biển địa trung hải mất rồi cũng ở khu vực trung đông thì ngày hôm nay tờ bloomberg đã tung ra thông tin về việc chính phủ mỹ đã liên hệ đàm phán chính thức với lại yemen liên quan tới những cái vụ tấn công của houthi vào các con tàu của người mỹ của israel của người anh và của phương tây theo thông tin ban đầu thì chính phủ mỹ đưa ra một cái lời đề nghị đó là họ sẽ thu hồi lại cái danh hiệu tổ chức khủng bố đối với lại quân đội houthi nếu như lực lượng này chấm dứt những đợt tấn công ở Biển Hồng Hải. Ông Tim Landen King, đặc phái viên của Tổng thống Joe Biden ở Yemen nói rằng là chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể tìm kiếm được một cái sự xuống thang về ngoại giao, sự xóa bỏ và thu hồi những cái danh hiệu mà trước đây chúng tôi đã đề xuất và chấm dứt những hoạt động tấn công quân sự của Houthi trên khu vực Biển Hồng Hải như vậy thì mặc dù đó là những thông tin ban đầu nhưng mà chúng ta thấy rằng một lần nữa cho thấy washington bây giờ bắt đầu học cách để mà làm ngoại giao từ đầu kể từ khi uh, chiến dịch tấn công vào yemen uh, diễn ra trong suốt ba th tháng rồi và người mỹ vẫn chưa tìm cách để ngăn chặn được những vụ tấn công của yemen bằng tên lửa bằng uav vào các tàu thương mại cũng như tàu chiến của phương tây Mặc dù nước Mỹ nói rằng họ đã tìm cách để mà làm suy yếu uh, gần như hoàn toàn cái năng lực tấn công của Houthi. Và còn nhớ rằng cách đây 3 tháng thì chính người Mỹ đã tuyên bố với toàn bộ thế giới là họ đã tụ tập được một liên minh để mà đánh bại Houthi cho đến khi nào cái lực lượng này biến mất khỏi trái đất thì thôi. Đồng thời, sau đó họ cũng tuyên bố Houthi là một cái lực lượng khủng bố. Còn bây giờ họ chủ động uh, kêu gọi đàm phán về lực lượng mà họ đã cho là khủng bố. Ở đây thì chúng ta cũng thấy ngày hôm qua, Hamas cũng đã từ chối cái lời đề xuất của Israel, điều kiện Israel để, để dừng cái giao tranh. Và một quý vị cũng hỏi rằng là liệu như là Iran và thế lực hồi giáo kháng chiến họ có đồng ý với những cái đề xuất như kiểu như này hay không, đúng không ạ? À, thì chúng ta nếu như quay trở lại cách đây 2 tháng thì chúng ta thấy rõ ràng là không. Tất cả những thế lực này cho đến khi nào họ phải đánh bật được người Mỹ ra khỏi Iraq, ra khỏi Syria, thì bây giờ họ mới có thể chấp nhận cái việc đó. Bởi vì nhìn cái chiến dịch như thế này, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là mục tiêu hàng đầu của Iran đó là cái việc họ sẽ loại bỏ sự có mặt của người Mỹ ở Syria, Iraq một cách trái phép. Đến bây giờ thì Mỹ nói rằng 90 ngày để rút quân, nhưng mà chúng ta cũng chưa thấy bất kỳ một cái động thái nào liên quan đến việc rút quân của người Mỹ vậy thì uh, ít nhất cho đến khi nào mà mỹ có những động thái cụ thể thì may ra đúng không ạ chúng ta mới thấy những có những cái uh, uh, trên thực tế sẽ có những cái đề xuất có những cái uh, thỏa hiệp liên quan tới việc ngừng giao tranh ngừng tấn công vâng chúng ta di chuyển lên khu vực châu âu và bắt đầu bằng nước cộng hòa gogolzila vâng ba bà vâng chúng tôi cũng không biết bà ấy là phụ trách cái uh, chức vị của bà ấy là gì nhưng đại khái bà ấy là người đứng đầu của cái nước gogozia này một cái nước cộng hòa tự trị phía nam của moldova tháng trước thì bà ấy có mặt ở nga bà ấy nói rằng là đề nghị nga giúp đỡ bởi vì bị moldova dưới sức ép của châu âu mỹ và nato uh, đang tìm cách bắt nạt uh, chèn ép gogozia Ngày hôm nay thì bà lại có mặt ở nước Nga. Mặc dù chúng ta biết rằng là toàn bộ cái lãnh thổ của vùng Georgia, Transyria thì nó bị uh, chặn bởi hoàn toàn những thế lực thù địch. Những thông tin liên quan tới chuyến thăm của bà tới Moscow à, được uh, truyền thông ghi nhận rằng là làm việc liên quan đến các vấn đề thanh toán. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái việc thanh toán nó không nhất thiết phải người đứng đầu và vượt qua ngàn dặm, đúng không ạ? để chỉ trao đổi đến cái vấn đề đó. Còn nhớ ngày hôm qua thì chính bà cũng nói rằng là nếu như Gogozia mà tuyên bố độc lập bây giờ thì ngay lập tức Moldova và Romania sẽ tìm cách tấn công vào cái khu vực tự trị này. Còn trước đó một tháng thì bà nói rằng nếu trong trường hợp mà Romania sát nhập Moldova thì Gogozia sẽ tuyên bố uh, độc lập. Vâng như vậy thì có vẻ như là chuyến đi của bà ấy liên quan đến vấn đề kinh tế nhưng mà ẩn tình liên quan đến chính trị rất nhiều trong cái những cái hoàn cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay ở khu vực Moldova, Romania, NATO. Và với quý vị nào chưa để ý thì chúng ta thấy rằng Moldova nó có hai cái nước Cộng hòa tự trị. Một cái nước ở khu vực phía đông là một cái nước mà Liên Xô cũ, đúng không ạ, thân Nga. À, nước Cộng hòa Tanzania, thân Nga và rất nhiều người sắc tộc thiểu số Nga có khoảng độ vài trăm nghìn người dân Tanzania. Còn vùng gogozilla thì ở cái khu vực phía Nam và sắc tộc chủ yếu là người Takta, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, người gốc Thổ, gốc Hồi giáo. Tuy nhiên thì cả hai khu vực này tháng trước đều phát ra những tín hiệu gọi là cấp cứu đối với phía Nga khi bị Moldova chèn ép bắt nạt vâng có thể nói rằng với những gì diễn ra ở moldova hiện nay chúng ta thấy rằng đất nước này càng ngày càng đi vào cái vết xe đổ của ukraine để chạy theo một cái giấc mơ vào eu vào nato nhưng mà tôi đoán rằng eu thì có khả năng chứ nếu như mà moldova mà vào nato rồi thì trong trường hợp tương lai mà nước nga tiến được tới khu vực odessa thì nato cũng không người mỹ không còn công cụ gì để có thể gây hấn được với nga nữa cho nên khả năng họ vào NATO cũng không phải là cao đúng không ạ? Mặc dù nghe thì nó rất là logic. Cũng ở châu Âu thì ngày hôm nay bà chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Leyen đã gửi một tín hiệu có thể nói là cực kỳ đanh thép tới tổng thống Nga Vladimir Putin và gọi là đồng bọn của ông ta. Với thông điệp là chúng ta sẽ chiến đấu, chúng ta sẽ đánh bại vân vân. Khi mà bà bắt đầu cái chiến dịch tranh cử của mình để mà bắt đầu nhiệm kỳ 2 với vai trò là người đứng đầu của Ủy ban châu Âu. Thông điệp của bà như sau là châu Âu một thời đoàn kết, một thời hòa bình của chúng ta đang bị thách thức từ bên trong và từ bên ngoài. Bọn chúng đang trà đạp lên những giá trị của chúng ta và đang muốn hủy hoại tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến đấu trở lại và chúng ta... Sẽ làm được điều đó bằng việc chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6 năm nay tại Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên thì bà cũng không quên hối thúc toàn bộ châu Âu là tăng ngân sách uh, quốc phòng một cách tập thể. Hiện tại thì đã lâu, nhiều quý vị hỏi là không thấy nữ hoàng uh, Ursula von der Leyen đâu phát biểu. Thì bây giờ bà đã lên rồi. Uh, chúng ta biết rằng một trong những nguyên nhân khiến bà đã mất... Uh, Lặn mất tâm trong thời gian vừa qua đó là những cái cáo buộc và những cái điều tra liên quan tới lùm xùm vaccine trong thời gian qua với lại công ty Pfizer của Mỹ. Trong đó thì không biết làm sao EU đã mua thừa 4 tỷ euro tiền vaccine COVID từ Pfizer và bây giờ cái số đấy phải vất đi đổ sông đổ biển. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không biết rằng bà đại diện cho giá trị như nào nhưng có thể khẳng định rằng là những người như Joe Biden hay là bà Hillary Clinton ở bên kia bờ đại dương rất hài lòng về vai trò của Ursula von der Leyen. Còn ngày hôm nay thì giám đốc làm vườn của vườn địa đàng EU cũng tuyên bố một câu cụt lộn. Đó là cái khả năng mà chiến tranh ở mức cường độ tàn phá cao, khủng khiếp có khả năng quay trở lại châu Âu Nó không còn là một cái gọi là một cơn ác mộng nữa Mà nó là một cái thực tế Và bây giờ thì cũng chỉ có thể tự trách những người châu Âu Đã đem cái cuộc chiến đấy quay trở lại trên đất của mình thôi Chứ còn biến trách ai nữa Còn bồn phận của những nước chư hầu thì không được phép trách ông chủ của mình Trong khi đó thì tại nước Pháp Và một vị tướng về hưu của nước pháp đang cố gắng để thuyết phục uh, bàn dân thiên hạ của nước mình để mà uh, hiểu được một cái sự thật rằng là putin và nước nga có lý do để mà khiếp sợ nước pháp chúng ta hãy đến lý do tại sao nước nga đang sợ nước pháp bởi vì sao bởi vì chúng ta có đủ mọi thứ Uh, và chúng ta không muốn làm mà thôi, nhưng mà chúng ta có thể hủy diệt xanh Petya, Moscow và các thành phố của Nga trong 10 phút. Uh, nói cách khác là kể cả người Mỹ có rời đi, chúng ta vẫn là một cái thế lực khủng khiếp và chúng ta vẫn là một cái mối đe dọa với người Nga. Và tôi phải phát lại bởi vì nhìn mồm ông ấy nói chuyện tôi liên tưởng tới ngày xưa tôi có nuôi con ngan ấy. Đấy mỗi lần con ngan nó tèn 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 trông nó cũng rất giống trong khi đấy thì người ta tìm thấy vàng xếp của ông, bằng tất nhiên là cũng xếp về danh phận thôi, đang có những cái hoạt động bơi lội ở bờ sông Sen. Được biết rằng là 3 tháng sau đây thì nước Pháp sẽ đăng cài cái giải đại khái như là bơi lội gì đấy để củ cố môi trường. Thế nhưng mà sau những cái cuộc nổi loạn rồi những cái biến cố thăng trầm gần đây liên quan đến kinh tế xã hội của nước Pháp, thì dòng sông Sen bây giờ khéo rồi nó gọi là dòng sông Tô Lịch của Việt Nam phải gọi bằng cụ. Những người như ông Emmanuel Macron và những con chuột không biết bơi này có khi rơi xuống dòng sông chưa chắc đã chết đuối. Bởi vì nước sông nó gọi là nó rất là cô đọng. Không khác gì cái nước ở cái vùng biển chết. Nơi mà người ta không bao giờ có thể bị chết đuối. Bởi vì người ta không thể chìm nổi. Trong khi đấy thì Tổng thống Pháp và ông thị trưởng châu Paris, ông Anne Hindego, Uh, đã từng tuyên bố rằng là hai người sẵn sàng bơi dưới dòng sông Sen thơ mộng uh, để chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng là chất lượng của nước nó vẫn uh, rất là bình thường. Và trong khi đó chúng ta thấy rằng uh, uh, biểu đô thông số về nợ nần của các nước châu Âu vẫn tiếp tục uh, leo thang. Trước đây thì uh, những nước như là Hy Lạp và Ý có thể nói rằng là cái mức nợ của họ nó ở một cái mức độ khá báo động. Và Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng vật vã để tìm cách là khiến cho ngăn ngừa cái việc khủng hoảng nợ ở châu Âu ở hai quốc gia này nó sụp đổ. Tuy nhiên bây giờ thì những quốc gia như là Pháp và Bỉ của ông Emmanuel Macron đã chính thức gia nhập những câu lạc bộ của những người nợ có thể nói rằng là nợ nhọ như thế nào quý vị? Gọi nợ đầm đìa và... Thực tế, với hai quốc gia này và hai quốc gia kể trên nữa thì uh, nếu không có sự can thiệp của ngân hàng trung ương, chắc chắn những quốc gia này đã bị phá sản vì nợ nần. Bởi vì cái việc duy trì mức nợ tới 140 cho đến 4 160% GDP của quốc gia với tỷ lệ ngân hàng ở mức 3% hàng năm là một điều hoàn toàn không thể. Đây là lý do mà những nhà đầu tư hiểu rất rõ về châu Âu, những nguồn vốn đầu tư vào những cái trái phiếu khu vực đồng euro đã càng ngày càng ít đi và có xu hướng chảy máu sang các khu vực khác. Bây giờ thì trái nhà ra mặt chuột, tất cả mọi thứ nó đến một cái thời điểm bùng nổ. Ngân hàng Trung ương châu Âu đang cố dập tắt lửa bằng cách là tung ra một loạt những cái cơ chế ủng hộ hỗ trợ cho các ngân hàng trung ương địa phương tại bốn nước kể trên và một loạt các nước khác nữa. Tuy nhiên, ai cũng biết một cái vùng nhạy cảm như châu Âu thì nếu dập được tắt lửa liên quan đến nợ chắc chắn là sẽ bùng nổ nửa liên quan tới lạm phát. Tức là lửa dập xong thì cơn đại hồng thủy, đúng không ạ, cơn lũ nó sẽ quét về. Trong khi đó thì gần như các chính phủ châu Âu đã phớt lờ không hề liên để tâm tới các vấn đề lợn lần trong suốt thời gian vừa qua. Và có người muốn các chính phủ làm điều đó. Họ đang muốn cả châu Âu, lãnh đạo châu Âu chỉ quan tâm tới một cái vấn đề duy nhất. Đó là vấn đề quân sự hóa các quốc gia châu Âu để ủng hộ cho Ukraine và chi tiền nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng. Và chúng ta cũng biết, cuộc chiến nó rất đắt đỏ. Kể cả với quốc, các quốc gia không tham chiến, ngân sách quốc phòng, chi phí quốc phòng cực kỳ đắt đỏ. Chỉ những quốc gia hàng đầu thế giới mới có đủ nguồn lực để mà đú theo cái cuộc chơi đó. Một đất nước không đánh nhau mà lại đi uh, gọi là huy động nguồn lực cho quốc phòng chắc chắn nó sẽ dẫn tới một cái sức ép khủng khiếp với lại ngân sách quốc gia và khả năng tới nền kinh tế quốc dân giống như là liên xô thậm chí dẫn tới sự sụp đổ. Một lần nữa chúng ta thấy không chỉ uh, có các vấn đề liên quan đến kinh tế, công nghiệp, uh, vân vật, xuất nhập khẩu, cấm vận mà còn cả trong vấn đề nợ nần và vấn đề tài chính thì có một thế lực thần bí nào đó. Đang cố tình khiến các nước EU rơi vào nạn lợn, đúng không ạ? Và cái giá của họ phải trả, đó là việc phụ thuộc sâu sắc hơn vào những cái thế lực gọi là dưới lòng đất như vậy. Và tất nhiên, thế lực đó thì uh, sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và để dọa nạt. Và tất nhiên là chúng ta cũng không cần phải chờ đợi lâu và suy đoán làm gì. À, những thế lực đó có thể nhìn thấy ai đứng đằng sau một cái nhân vật có bộ mặt mà không hợp lý nào với lại bộ trưởng bộ quốc phòng đó là ông ben ông grand sap bộ trưởng bộ quốc phòng anh đúng vào thời điểm mà chúng tôi đang phân bua với quý vị về tình hình châu âu thì ông đã đăng đàn để phát triển phát biểu rằng là ông kêu gọi toàn thể các thành viên của nato uh, chi tiêu tới 2% hơn 2% gdp uh, vào ngân sách quốc phòng ông hối thúc đồng minh của mình là quan tâm hơn tới tương lai của nato và nhanh chóng tăng cái ngân sách quốc phòng lên hơn 2% GDP, càng sớm càng tốt. Đến thời điểm này thì chỉ có mới 11 thành viên đã thực hiện được cái điều này thôi, mà mấy cái thành viên đấy thì cũng toàn bé bằng cái mặt mũi dạng như toàn siêu cường ban tích. Ông nói rằng là để củng cố phòng thủ của chúng ta, chúng ta cần phải vượt xa hơn cái con số 2% này. Tuy nhiên, bây giờ thì còn nhiều quốc gia vẫn chưa đạt được con số 2% điều này không thể tiếp tục như vậy được chúng ta không thể tiếp tục chơi cái trò chơi roulette của người nga bằng tương lai đánh bạc và cái trò chơi roulette của người nga bằng cái tương lai của chính chúng ta và nếu quý vị làm chưa biết cái Russian, cái gì cái roulette của trò roulette của người nga ấy, đúng không ạ đó là lấy một khẩu súng súng côn ấy, xoay nòng ấy, sau đó bỏ một viên đạn vào và xoay tít thỏ lò rồi mỗi ông bắn vào đầu mình một phát Ông nào mà may thì về đoàn tụ với ông bà để giải thoát khỏi cái gọi là cái kiếp gọi là mafia nga đúng không ạ? Hiện tại thì nước Anh đã cùng với nước Mỹ là hai nước chi tiêu rất nhiều liên quan đến GDP quốc phòng của mình. Họ đã chi tới 2,3 phần GDP vào quốc phòng và đang bị nước Mỹ ép để tăng tới 2,5 phần Đây là lý do mà nước Anh đang hối thúc các nước khác để mà chi tiêu đến mức uh, bị ép uh, như là của mình. Còn hiện tại thì trong đó hai đối thủ của Anh cờ châu Âu là nước Pháp và nước Đức thì còn khá chậm chạp. đâu đấy họ mới chỉ chi được khoảng độ 1, mấy mà thôi. Ngoài ra thì theo ông Sáp, NATO cũng nên cần phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Với một cái gợi ý rằng là chiến thắng của Donald Trump rất có khả năng trở thành sự thật. Người mà đã đưa ra những lời hứa là cho phép nước Nga tấn công vào những quốc gia không đầu tư một cách đầy đủ vào quốc phòng của NATO. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là gần như người ta chỉ tuyển một cái ông này lên để mà đe dọa các đồng minh của mình để mà chi tiền. Nhìn chung là thông điệp của ông ấy nó còn gọi là không phong phú bằng ông John Stoltenberg, đúng không ạ? bởi vì thỉnh thoảng thì john stoltenberg còn phát biểu thêm được cái việc liên quan đến uh, ukraine được gia nhập nato sau khi đánh bại người nga còn ông này thì chỉ được giao mỗi cái nhiệm vụ là thuyết phục các nước uh, khác tăng cân sách quốc phòng theo lệnh của một cái quốc gia nói tiếng anh khác mà thôi bây giờ thì mọi thứ nó đã rất rõ như ban ngày uh, những cái nước liên quan đến anh và eu và vai trò của họ trong nato Ngày hôm nay thì cũng diễn ra một sự kiện khá đáng uh, lưu ý ở nước Nga bằng một loạt sự kiện trong đó có sự kiện ông uh, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Lavrov đã có mặt uh, trong một cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ở Bắc Kinh. Trong đó thì ông đã uh, đưa ra một vài những cây tuyên bố cùng người đồng cấp của mình. Cơ bản chúng ta có một vài nội dung như sau. Đó là Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đang thảo luận và kế hoạch liên quan tới cuộc gặp gỡ sắp tới của hai vị lãnh đạo cao nhất Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh BRICS cũng như là tổ chức thượng hợp tác Thượng Hải SCO. Trong đó hai quốc gia sẽ tìm cách để giải quyết các vấn đề khúc mắc liên quan tới các vấn đề cấm vận trong khuôn khổ làm việc của BRICS và SCO ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều người đồn đại rằng là trong cái cuộc họp thượng đỉnh sắp tới này thì nga và trung quốc có khả năng để mà ngoài việc củng cố vị thế của brics họ sẽ bàn về sự mở rộng của sco cũng như làm sâu sắc cái vai trò của tổ chức này dưới cái vai trò là một cái đối trọng của khối nato trong đó có khả năng tăng cường củng cố bằng cách thu thập thêm các thành viên trong thời gian tới Hai quốc gia cũng tập trung vào việc là củng cố cái tình hình an ninh ở khu vực Liên Á Âu. Giữa bối cảnh các tổ chức an ninh thế giới như là Hội đồng an ninh châu Âu, Đại Tây Dương, NATO, tổ chức an ninh hợp tác châu Âu, OSCE đã dường như không còn đóng một cái vai trò ý nghĩa nào liên quan tới việc cân bằng lợi ích và hòa bình thế giới hai nước cũng đến một kết luận rằng là những cái hội nghị hòa bình quốc tế liên quan đến tình hình Ukraine mà phất lờ đi vị trí của người Nga là hoàn toàn không hiệu quả và không chính đáng. Nga yêu cầu một cái sự đánh giá thành thật của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về những hành động của Ukraine liên quan tới vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nga sẵn sàng đàm phán hợp tác với IAEA tuy nhiên uh, nga lưu ý giám đốc của cơ quan này đã không nói rõ ràng về việc ai đã tấn công nhà máy điện hạt nhân kể trên tức là vẫn nhận theo lệnh của phương tây để phớt lờ đi việc lên án ukraine tổ chức những đợt tấn công trong suốt những ngày vừa qua như vậy thì chúng ta thấy rằng là ông lavrov sang uh, trung quốc thì cơ bản nó liên quan tới brics và sco sắp tới uh, nhưng mà chúng ta thấy một điểm rất rõ trong thời gian qua thì cái sự uh, quậy phá của người Mỹ ở khu vực Đông Á, đúng không? Trung Á, thậm chí cả đến Mông Cổ, Pakistan, Turkmenistan, uh, Kazakhstan và vùng Cáp Cáp càng ngày càng rõ ràng. Đây là khu vực không chỉ là cái vùng ảnh hưởng địa chính trị của Nga mà còn là những cái vùng mà cực kỳ quan trọng đối với người Mỹ bởi vì đây là nơi mà tuyến đường tơ lụa uh, của gọi là thế kỷ thứ thiên niên kỷ thứ ba của họ đi qua một mình nga chắc chắn rất khó đối đầu với lại đồng đô la của mỹ tại thời điểm hiện tại cho nên rõ ràng là nga muốn thuyết phục người trung quốc đúng không à, ạ để ra tay nhờ những ảnh hưởng kinh tế chính trị của mình để mà cùng phối hợp giải quyết tình hình nhìn chung là phối hợp mỹ iran để bao vây và loại bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng của phương tây ở cái khu vực uh, cáp cát cũng như là trung á Chúng ta sẽ kết thúc bản tin này với thông tin liên quan tới nước Nga. Ngày hôm nay thì là ngày nước Nga kỷ niệm 80 năm bắt đầu sự kiện cuộc tấn công của Hồng quân Liên Xô và bán đảo Crimea. Một trong những chiến dịch mà đi vào lịch sử như là một cái chiến dịch quân sự quan trọng nhất trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Và quay trở lại Crimea và bản đồ tí cho nó hoành tráng. Đây nè. Mục tiêu của Hồng quân Liên Xô là họ phải giải phóng được cái điểm đầu cầu ở quan trọng nhất trên Biển Đen lúc bây giờ đang bị chiếm đóng bởi phát xít Đức. Chiến dịch Crimea à, kéo dài từ mùng 8 tháng 4 năm 1944 cho tới ngày 12 tháng 5 năm 1944 có nghĩa rằng là diễn ra chỉ sau hơn một tháng bởi vì cái phương bởi về phương diện quân số 4 của Ukraine và lực lượng đặc nhiệm của Hồng quân Liên Xô cộng với tập đoàn quân Primorsky phối hợp với hạm đội biển đen của Liên Xô uh, cũng như lực lượng thủy quân của vùng Azov và kết quả là những người lính Xô Viết bây giờ đã vượt qua cái khu vực uh, cầu Kets lúc bây giờ chưa là cầu họ đổ bộ lên khu vực Kets và tạo một cái đột phá thông qua cái phòng tuyến dày đặc của phát xít và mở một cái điểm đầu cầu ở khu vực này rồi phối hợp với những cánh quân khác đổ bộ lên vùng Sevastopol và tiến quân từ nhiều hướng để đập tan cái uh, tập đoàn quân Westmark số 17 uh, và tiêu diệt khoảng độ 100.000 binh lính uh, Đức. Rồi sau đó giải phóng toàn bộ bán đảo Crimea để mở màn cho những cái trận đánh tiếp theo quan trọng tiến tới chiến thắng chung uh, một năm sau đó có thể nói rằng là uh, liên xô đã tiến hành những cái đợt phản công trong hai năm cuối cùng rất là thần kỳ thần tốc uh, và hồi tháng 5 họ còn đang mắc kẹt ở khu vực này đúng không ạ uh, thế nhưng mà chỉ một năm sau đó thì họ đã có mặt ở berlin và giải phóng berlin uh, xuyên uh, trong quá trình đó họ đã vượt qua một chặng đường rất dài và chiến thắng không biết bao nhiêu trận đánh lớn mà kể trong đó có cả việc phải vượt qua những bờ sông Reponecho để tiến vào một loạt những cái uh, vùng chiến sự cực kỳ quan trọng được phòng thủ kiên cố bởi phát xít Đức và đồng minh.